Điện thoại chơi game trong tầm giá dưới 6 triệu. Chúng ta đã biết tới như là Black Shark, Rock Phone 3. Không, đây sẽ là một video nói về 4 Real Realme. Xin giới thiệu các bạn, Realme GT Neo 2, con smartphone gọi là Killer Flagship. Flagship Killer. Tại sao nó lại Flagship Killer? Bởi vì trong tầm giá này, dưới 6 triệu đồng, chúng ta sẽ có một con máy chạy Snapdragon 870, màn hình 6,5 inch, Full HD cộng, cùng với đó là một con web 120Hz. Quá ngon, 120Hz Snapdragon 870, bao cần. Và sẽ có luôn ở đây cho chúng ta đó là vi xử lý Snapdragon 870. Đây là con chip Snapdragon ổn định nhất, mình xin nhắc lại là ổn định nhất so với như là ROG Phone 3, Snapdragon 865. Đây, con này ăn đứt, giá tiền lại còn rẻ hơn. Viên pin 5000, sạc 65W, sạc 7 pin trong khoảng 45 phút. Cực kỳ tiết kiệm pin cho các bạn luôn. Pin vừa trâu mà sạc vừa nhanh, chip còn mạnh. Còn gì bằng, thêm quả RAM 8, bộ nhớ 256GB nữa. Úi trời ơi, Flagship Killer đây. Và vì nó là Realme, con của Oppo, thì camera của nó là điểm mạnh. Chúng ta sẽ có một camera chính là 64MP hỗ trợ làm đẹp AI, cực kỳ dễ thương cho những chị em phụ nữ nha. Đặc biệt là camera selfie. Selfie thì khuyết điểm trên mặt sẽ được làm mờ đi rất rõ, khỏi cần phải thêm app, tốn dung lượng lắm. Rồi, nói tóm lại, trong khoảng giá 6 triệu các bạn có thể lựa chọn Realme GT Neo 2, hoặc các bạn có thể tới ngay tại Long Store, sẽ có rất nhiều các mẫu smartphone khác để các bạn lựa chọn nhé.